Mẹ đi từ từ thôi. Thành phố có khác, không gắn đẹp quá. Nay mẹ thích ăn gì? Chị gì à, cho em xin mấy chục. Ơ. Bà chị đùa tôi à? Tính em không thích nói nhiều đâu. Thầy cậu kia, cậu làm cái gì vậy? Dạ rồi, nín nè. Em xin. Mẹ, vợ. Có chuyện gì vậy? Vặn nhỏ cái volume xuống bạn nè. Nhân tiện cho thằng bạn em mấy chục chị gái à. Bọn chúng manh động lắm. Xin lỗi hai anh. Xin lỗi xuống với anh dài. Cho bạn em xin mấy chục. Ai ơi mà.